Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Đây là NHT đây. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video mặc dù là nó mang tính chất thử nghiệm một tí nhưng cũng sẽ không kém phần thú vị đâu ha. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cho Ares thử sức mình với con Ultimate Fenrir ha. Thì cụ thể hơn một tí á, thì mình sẽ cho Ares phiên bản ấn bản đặc biệt là Eldritch Ares ha. Rồi, thì cái luật chơi sẽ là như thế này. 6 robot Ares ấn bản sẽ sử dụng vũ khí tích hợp sẵn để tiêu diệt Ultimate Fenrir. Và nếu như thấy đuối thì có thể là sử dụng luôn vũ khí cũng được đấy. Và nếu như mà để mà mình nhận xét về con Ares này á, thì cái khả năng là Retribution này, mình đánh giá ha, thì cái hiệu ứng vũ khí tích hợp sẵn khi mà nó tấn công ra rất là đẹp và nó sẽ rất là lực nếu chúng ta trang bị cho nó phi công nữa ha. Đấy, và anh em nào đã từng gặp Ares rồi hoặc là đã từng sử dụng Ares rồi thì cũng biết là những cái năm như kiểu là 2018, 2019 gì đấy, thì lúc đó là Ares nó ra mắt hay gì mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà lúc đó là thời hoàng kim của những con robot sử dụng khiên Exober, và mình phải nói là thời đó nó rất là mạnh, rất là bá đạo khi mà không tồn tại khái niệm module xuyên khiên cũng như là Suprex không hề được biết đến trong cái khoảng thời gian đó, khiến cho những con robot như thế này trở nên bất tử theo đúng nghĩa khi chúng che khiên Exober ha. Và trong video này 6 Ares sẽ thử sức với Ultimate Fenrir để xem rằng khi mà bị 6 vũ khí tích hợp sẵn của 6 Ares MK3 tấn công thì Fenrir có bị lung lay hoặc là bị tiêu diệt hay không ha. Cùng nhau tìm hiểu thôi. Và ở cuối video này sẽ là phần review sưởng dành cho anh em ha. Còn bây giờ thì vào vấn đề chính thôi.
Ok, đến với phần review xưởng ha. Xưởng các bạn ở trong video ngày hôm nay là bạn Vang Lan gì đấy, 2809 bậc thầy 2, không phải thành viên bộ lạc, chỉ huy. Và đây là thông số của bạn ấy nha. Rồi, xưởng như thế này thấy cũng ổn nha, rất ổn rồi. Một con ra cần in ra, rất là may cho bạn khi mà bạn có ấn bản ha. Rồi, thì in ra bạn có thể sử dụng Argon Oxy hoặc là Evora và Vion. Đây thành không ổn cho Titan này đâu. Và mình nghĩ những set ngon nhất có thể là bộ Vacha, Mavacha hoặc là bộ loa, hoặc là bộ lửa ha. Có thể là bạn lên full loa ấn bản như nó đi thì chơi nó sẽ ok nha. Rồi, module thì hiện tại bạn sử dụng module như thế này thì không ổn cho lắm. Nhưng mà nếu như mà bạn không có module để thay á thì bạn cứ dùng tạm đi. Và khi nào có điều kiện nhiều hơn, bạn nên đầu tư thêm cho nó TRA, là cái module hồi máu mà có kháng xuyên phòng thủ trong vòng 30 giây cho Inra, để Inra có thể ổn hơn và mạnh mẽ hơn ha. Rồi, và về kỹ năng thì tùy lối chơi của mỗi người. Nếu như bạn thích chơi sát thủ thì lên full tốc độ và full sát thương. Nếu như thích chơi tanker thì lên full độ bền và thêm sát thương cho nó. Còn mà tanker thuần luôn thì là full độ bền, full hồi máu, full điểm thủ. Ok ha. Rồi, thì đó là về phần của Titan. Về phần robot, bạn có Lin và hai khẩu Hammer. Set này tương đối cũng ổn khi để shop đam tầm gần ha. Hoặc là bạn có thể trang bị một số vũ khí khác cũng ổn không kém, như kiểu DK thì nó có thể là shop đam ở phạm vi xa là 600m. Hoặc là hai khẩu Redeemer thì là nó cực kỳ shop đam tốt ở tầm 350m. Hoặc là bạn có thể trang bị Glory nếu như mà bạn thích đơn giản và mạnh. Hoặc là bạn có thể trang bị những bộ vũ khí như là Devastator, là vũ khí loa có thể gây được sát thương xám, và nó cũng là một loại vũ khí shotgun tầm 200m. Hoặc là bộ điện mới nhất thì nó sẽ cực kỳ shot dam, nhưng mà điểm yếu chính là cái phạm vi của nó chỉ được 100m thôi. Nói chung là tùy lối chơi mà bạn trang bị cho con Lin của bạn ha. Và phi công thì chuẩn rồi, tương lai bạn lắp thêm IA, RA và NA cho nó gì đấy. Nhưng mà con này thì mình nghĩ là bạn nên lên cho nó full tốc với lại là sát thương nếu như bạn thích chơi sát thủ. Còn nếu như mà bạn thích chơi tanker thì bạn cứ lên full tanker và tốc độ di chuyển ha, nếu như bạn chơi theo kiểu là trả chủ. Rồi, module thì có thể là hồi máu tăng cường hoặc là phe ship, tùy theo bạn thôi. Rồi, về phần con robot thứ hai là Nocelao, full bộ loa. Đây là một set tương đối ổn dành cho con robot này. Hoặc là nếu như bạn có bộ điện hoặc là bộ Corona và Glory phiên bản Ultimate thì thậm chí là nó còn ngon và mạnh hơn nữa ha. Đấy, và với con drone EMP này là một con drone dành cho cài chai đơn giản và bạn có thể trang bị cho robot này ha. Lin thì bạn có thể xài tạm con Big đó, hoặc là khi nào bạn có Castro thì bạn trang bị nha. Rồi, phi công này thì tương đối ổn rồi, bạn cứ lên. Nếu như mà con này đã full sát thương rồi á. À đâu, con này bạn xài fan bao à. Nếu như mà con này bạn đã lên full sát thương thì bạn lắp module tanker. Còn nếu như bạn lắp module tanker thì bạn lên kỹ năng là phi công full sát thương. Đấy, Fenrir thì bộ này ổn, module ổn. Rồi, hai cái RA luôn, hoặc là bạn chơi thêm một cái NA cũng được. Rồi, module có thể là phe ship hoặc là hồi máu tăng cường. Drone ổn, phi công ổn. Kỹ năng bạn lên cho nó là chàng trai cứng gắn nè, rồi chuyên gia áo giáp nè, thở máy nè, ba cái là không thể thiếu ha. Còn lại thì bạn chơi gì cũng được. Rồi, tiếp theo là Loki với ba khẩu spear. Cũng được, set này cũng hay. Drone, bạn xài là drone này à, dùng để bắn súng băng cũng được ấy, module nhảy. Nếu như bạn thích chơi Loki hay kiểu này thì cứ chơi như thế này. Còn nếu như bạn thích chơi chạy trụ 100% thì lên full cho mình bộ phóng lao và full module IA và 2 IA và một cái RA để nó hồi máu. Phi công mình cứ lên full tốc độ và tăng cơ. Đấy, thì nếu như dành cho chạy trụ thôi. Còn nếu như bạn chơi theo kiểu mà vừa chạy trụ vừa tấn công thì bạn xét sao cũng được ha. Rồi, cuối cùng là con Kyuri. Kyuri thì hai reason tạm thôi, mình nghĩ là hai khẩu sudo hoặc là khẩu Ultimate Adventure, hoặc là hai khẩu Redeemer, hai khẩu short tool, hoặc là hai khẩu DK gì đấy thì nó sẽ ổn hơn là hai khẩu Risa này ha. Rồi, thì nói chung á, thì con này thì bạn lên drone là ổn rồi nè. Module thì có thể là dùng phe ship nếu như bạn có phi công chuẩn ha. Và phi công này thì không phải phi công cho con Kyuri rồi, cho nên là nếu như có phi công cho Kyuri thì bạn nên chọn phi công cho nó ha. Và tùy theo lối chơi mà bạn nên chọn cho nó những kỹ năng phù hợp theo kiểu như là tanker hay là sát thương hay là tốc độ di chuyển, tùy mỗi người chơi mà chúng ta sẽ có những quyết định khác nhau ha. Rồi,
Thì nói chung là phần review sưởng của mình đến đây là kết thúc. Sưởng của bạn thì có con Lin này, rồi con Kyuri này, rồi con Senlao này, con Fenrir này, quá ngon, Loki cũng ngon, nói chung con nào cũng được hết, chơi vô địch là ổn ha. Rồi, và vì đã kết thúc phần review sưởng rồi cho nên video này cũng sẽ chỉ đến đây mà thôi. Anh em cũng đừng quên để lại cảm nhận ở bên dưới cho mình biết là cái thử nghiệm 6 Eri tấn công Ultimate Fenrir anh em thấy như thế nào, có mẻ nhãn hay không thì cũng đừng quên để lại comment ở bên dưới cho mình biết ha. Và nếu như thấy hay cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like và subscribe cho video của mình ha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video clip lần sau.